Xin chào quý vị và các bạn nha. Và nhà mới về cái bộ sản phẩm để giúp các bạn nghe mà kết nối từ TV Internet với cả âm ly mà chưa có giải mã. Sản phẩm này rất lâu rồi, em mới lại lên sóng cho các bác và anh em, đó là chiếc đầu giải mã DAC-HS202. Đợt này về thì là cái bao bì nó hơi khác một chút anh em nhé. Trước thì nó sẽ là 192 kHz, ở đây thì nó là cái video audio converter. Khi anh em bóc sản phẩm ra thì sẽ có sản phẩm sẽ gồm những thứ này. Thứ nhất là bộ giải mã của chúng ta, nó khá là nhỏ và được làm hoàn toàn bằng nhôm phay nguyên khối cái vỏ bên ngoài, một dây nguồn. Dây nguồn này thì anh em có hai cách để anh em lấy nguồn. Một là anh em đấu trực tiếp vào cổng USB của TV để lấy nguồn. Cái này nó có một cái hay là khi anh em kết nối dây nguồn với cả TV, khi anh em tắt TV thì đồng nghĩa với việc anh em tắt luôn giải mã, không phải việc anh em rút ra nữa. Đấy là một cái hay. Còn cách thứ hai thì bên em cũng có tặng kèm cục nguồn đi kèm, cục nguồn 5V. Đây giống như cục sạc điện thoại của chúng ta, anh em cắm vào và cắm với trực tiếp ổ cắm điện của chúng ta là sử dụng nha. Một dây cáp quang đi kèm, dây cáp quang này có chiều dài là 1 mét, một quyển thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Thì quý vị thấy khá là dài, nó có cả tiếng Anh, có cả tiếng Nhật. Đây. Tần số lấy mẫu anh em nhìn này, từ 44 đến 192 kHz này, 24 bit này. Nó hoàn toàn là một chiếc đầu giải mã anh em nhé, chứ không phải là một bộ chuyển đổi qua thông thường. Đấy. Và trên phiếu nó ghi rõ là tối đa là 24 bit và tần số lấy mẫu tối đa là 192 kHz. Nhiều người thấy nó nhỏ nhỏ như này thôi, nghĩa là cái bộ chuyển đổi quang thông thường, nhưng mà kích thước thì không nói lên cái vấn đề. Thậm chí em có những con đầu giải mã như trước này gần 1 triệu đồng cho một chiếc đầu giải mã nhỏ nhỏ như này dành riêng cho điện thoại của Epic Audio. Ở đây thì quý vị thấy là cái hình thức bên ngoài là cái vỏ nhôm phay, nó làm khá là chắc chắn và đẹp thẩm mỹ. Ở đây quý vị thấy rằng là khi cầm một sản phẩm nó chất lượng, em cầm trên tay nó rất là chắc chắn, và những cái chân cắm này rất là chắc chắn, chân cắm mạ vàng rất chắc chắn, nó không rệu rạ, cắm rút thoải mái, nó không bị bung cái chân này ra. Cổng quang optical, đây các đường vào, cổng quang, cổng coaxial, gần như là trên 90% anh em mua bộ này dùng cho TV Internet, và có một số anh em dùng TV Xiaomi thì không dùng có cổng quang, nó dùng cổng coaxial, thì dùng cổng này, cổng đồng trục này, chỗ cắm nguồn. Còn thương hiệu là Zinet. Đây, 192 kHz. Đường ra sẽ có hai đường là cổng 3.5 và cổng bung sen. Anh em lấy cổng nào cũng được nha. Rồi bây giờ em hướng dẫn các bác anh em cách kết nối luôn. Thứ nhất là anh em dùng dây cáp quang cho em, nhớ rút cái đầu nhựa trước mặt nó ra. Hai cái đầu nhựa bảo vệ này ra. Một đầu anh em kết nối với cổng quang của TV, một đầu anh em đấu với cổng quang của bộ giải mã optical. Vì khoảng cách hơi xa nên em đã đấu sẵn dây cáp quang dài, anh em đấu với cổng optical. Anh em nhìn ánh sáng màu đỏ dây quang này. Nếu như mở dây quang anh em chưa có ánh sáng màu đỏ, anh em đừng lo, tẹo chúng ta sẽ cài đặt trên TV để xuất âm thanh quang học ra, nó sẽ có màu đỏ. Cắm vào đường optical thì anh em nhìn kỹ, nó không có lỗ khi cắm vào này. Đó, tạch cái nào được. Rồi, sau đó anh em cắm dây nguồn. Dây nguồn anh em nói cắm thẳng vào ổ cắm điện hoặc là cắm vào TV. Em đây đã cắm sẵn rồi. Cắm sẵn rồi. Cổng DC 5V. Đèn báo đỏ. Đường ra anh em có hai cách, một là lấy đường AV hay là lấy đường 3.5. Ở đây em dùng dây bông sen hai đầu. Anh em đấu xuống âm ly. Đấy. Như vậy là tín hiệu sẽ từ TV xuống bộ giải mã và từ giải mã xuống âm ly, là anh em sử dụng trong sản phẩm này cho cái chất lượng âm thanh rất là tốt, không bị giảm âm và anh em bật to, nó không bị rè, không bị vỡ tiếng. Chất lượng âm thanh thì test luôn cho các bác và anh em cùng theo dõi. Thank you.
thể thấy rằng là âm thanh của nó rất là trong sạch, rất là tĩnh đền cho anh em. Và em báo giá luôn cho các và anh em một chiếc đầu giải mã DAC HS202 của hãng Zinet có giá là 350.000 đồng. Phụ kiện đi kèm gồm có một dây nguồn, một dây cáp quang và một cục nguồn tặng kèm. Và giá đã bao gồm cước vận chuyển, tức là miễn phí giao hàng cho anh em. Và ngoài ra sản phẩm được bảo hành 12 tháng, lỗi, đổi mới, không sửa chữa. Anh em đặt hàng thì nhắn tin, gọi điện vào số điện thoại ở trên màn hình. Bên em giao hàng tới, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em.